Dây cáp chằng chịt trên cột điện, nhiều đoạn thõng xuống ngang đầu người, có chỗ gần mặt đất là thực trạng đang diễn ra trên đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn EK, huyện EK. Điện lực EK cho biết đơn vị này đã chỉnh trang, nâng cấp hơn 120 trụ điện dọc quốc lộ 26 và một số tuyến nội thị lên 18 mét, đưa hệ thống dây điện lên cao để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn dân sinh. Tuy nhiên, các nhà mạng viễn thông truyền hình cáp vẫn chưa tiến hành đưa dây cáp của đơn vị mình lên trụ mới. Thì điện lực cũng đã là triển khai là di chuyển mà toàn bộ lưới điện cũng như công tơ khách hàng từ trụ điện mới qua trụ điện điện lực trụ mới, đảm bảo an toàn thì cái khoảng cách là đảm bảo. Trước đây thì mình có công văn đôn đốc các nhà mạng là về cái việc mà di chuyển cái hạ tầng mà qua đó, thì để mà đôn đốc họ các cái đơn vị và các viễn thông thì để di chuyển qua cái hạ tầng mới, trong đó có một số đơn vị đã triển khai là thực hiện là di dời. Tuy nhiên là cái việc di dời này thì một số cái vị trí là nó không đảm bảo an toàn, có thấp, thì lực sẽ tiếp tục phối hợp các nhà mạng này, phối hợp với huyện để làm sao mà triển khai các giải pháp sẽ hỗ trợ về cái mặt có thể là về mặt đăng ký cắt điện nếu các nhà mạng có yêu cầu để mà đảm bảo được cái việc mà phục vụ thi công, các nhà mạng đảm bảo cái mỹ quan. Tình trạng dây cáp thòng xuống thấp không những mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, nhất là ở những khu vực đường giao nhau. Ban đêm tầm quan sát bị hạn chế, người dân có thể bị vướng vào dây khi đang lưu thông.